Các bạn đang nghe truyện Trường Sinh Bất Tử Trảm Yêu Trừ Ma trên kênh TV Audio CV. Chương 1091, trước đây xem như kết thù sao, giờ mới là kết thù, 4. Dưới ánh mắt kinh nghi bất định của Phan Bá Dương, tiểu cô nương không có chút khí tức nào kia, vậy mà chỉ cần bước một bước đã biến mất tại chỗ. Cũng là luồng khí tức dao động trong nháy mắt khiến toàn bộ khuôn mặt hắn rơi vào vặn vẹo, thậm chí sâu sắc hoài nghi cả cảm giác của mình. Làm sao có thể? cút cho bản tọa trong cơn kinh sợ phan bá dương gầm lên giận dữ thiên nguyên huyển lôi xích trong tay hắn hung hăng đập về phía bóng người trên người nhưng khóe mắt hắn đột nhiên nhìn thấy bàn tay trái trống rỗng của thẩm nghi không biết từ khi nào đã xuất hiện một thanh đao thẳng tắp với hoa văn màu vàng lưỡi đao tùy ý lướt qua hai màu vàng đen chém vào tia sét đỏ chạm đến cây thước ngọc trong suốt đầy tia máu kia chắc gần như không có bất kỳ cơ hội xoay chuyển nào giống như sắc tinh thực sự đập vào một khối ngọc bích, thước ngọc không chịu nổi dù chỉ một hơi thở, đã hoàn toàn vỡ vụn thành những mảnh ngọc bay tán loạn khắp trời. Trường đao tùy ý xuyên qua cái cổ yếu ớt của Phan Bá Dương. Phúc, một cái đầu tư sống cứ thế bay lên, thẩm nghi hơi cảm nhận được máu tươi ấm áp nơi đầu ngón tay, vẻ mặt không thay đổi, tùy ý thu trường đao lại. Ngay lúc đó, chỉ thấy bức tranh non sông trên trời đột nhiên cuộn ngược xuống, trước mặt hắn đón lấy cái đầu lâu kia. Thẩm Nghi Nghi người nhìn qua. Chỉ thấy có một đạo sĩ trong tranh không chút do dự bẻ gãy đầu mình, sau đó nhảy lên cao, dùng cổ để đỡ lấy đầu của Phan Bá Dương. Dây tiếp theo, Phan Bá Dương vậy mà sống lại trên người lão đạo, đầy mặt kinh hoàng bắt đầu điên cuồng chạy trốn trong ngõ nhỏ đường lớn. Đồng thời, toàn bộ bức tranh non sông cũng nhanh chóng cuộn vào trong vô lượng đạo hoàng cung. Tặc. Thẩm Nghi hơi nhíu mày cuối cùng hắn cũng biết tại sao đám tu sĩ bắc hồng này lại có thể kiêu ngạo như vậy ngoại trừ đạo binh những thủ đoạn này cho dù không phải tiên pháp cũng đủ để khiến người ta chấn động hắn thu hồi ánh mắt đầu ngón tay nhẹ nhàng búng vào bên hông nơi đó treo một miếng ngọc bội tinh xảo có hai màu trắng đen giao thoa giống như cá âm dương trong nháy mắt khi ngọc bội rung động một tiếng hổ gầm hóa thành sóng âm vô hình xuyên qua toàn bộ bức tranh non sông Bức tranh cuộn vẽ bằng khí tức trời đất này, ngay khi bị tiếng hổ gầm chạm vào, như biến thành một bức tranh thực sự, bị ngọn lửa nuốt chửng, với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, dần dần tiêu biến. Lão đạo gào thét quỳ rạp xuống đất, trong nháy mắt bị nuốt chửng. Cái đầu lâu kia lại rơi xuống. Được bàn tay thon dài kia nâng trong lòng bàn tay, giọng nói của Phan Bá Dương có thêm vài phần khàn khàn, ta nhận thua. Ta nhận thua. Đạo huynh tha mạng tuy nhiên trong tầm mắt đẫm lệ máu của hắn biểu cảm trên khuôn mặt trắng nõn của thẩm nghi lại không có quá nhiều khác biệt so với lần trước cũng bình tĩnh và dứt khoát như vậy với năm ngón tay đột nhiên siết chặt cái đầu yếu ớt này liền ầm ầm nổ tung hiện trường lại rơi vào yên lặng thẩm nghi dùng khí tức rửa sạch lòng bàn tay thu hồi thi thể của phan bá dương lúc này mới giải trừ thiên diễn tứ cửu đã rơi xuống người diêm sùng chướng trước đó An ức không biết đã trở lại bên cạnh hắn từ khi nào, đưa ngọc giản trong tay ra. Thẩm nghi đi đến bên cạnh diêm đạo tử đầy mặt kinh ngạc, đặt hai ngọc giản vào tay đối phương, nhẹ giọng nói, làm phiền đạo tử rồi, thẩm mổ còn có việc, cáo từ. Lời vừa dứt, hắn không có ý định giải thích nhiều, xoay người trực tiếp hóa thành cầu vòng tím trắng lao đi. Cục Diêm sùng chướng vất vả lắm mới lấy lại tinh thần từ suy nghĩ phá giải thiên diễn tứ cửu, ngây ngốc đứng tại chỗ, cho đến khi khóe mắt quét qua mặt nước vẫn còn đỏ sẫm, giống như mới phản ứng lại được điều gì, kinh hải ngẩng đầu nhìn lên trời. Chỉ thấy bầu trời trong vắt, đâu còn bóng dáng nào của vô lượng đạo hoàng cung. Thẩm tiểu hữu, diêm sùng chướng đột nhiên cảm thấy tim đập càng lúc càng nhanh, thậm chí có chút hồn bay phách lạc. Hắn theo bản năng dơ ngọc giảng trong tay lên, căng thẳng đưa thần hồn vào trong, đợi đến khi nhìn rõ nội dung bên trong, ánh mắt của hắn vậy mà càng trở nên tan rã chỉ thấy trong ngọc giảng đầu tiên là thứ mà hắn mơ ước cầu mong một bản trấn nhạc pháp ghi chép đầy đủ còn ngọc giảng thứ hai thứ bên trong mang lại cho hắn sự chấn động hoàn toàn không thua kém ngọc giảng thứ nhất đó là một hình ảnh đơn giản kim văn huyền đao dễ dàng nghiền nát thiên nguyên huyễn lôi xích nhẹ nhàng như đập nát một miếng đậu hũ sau đó dứt khoát lưu loát chém đứt đầu của phan bá dương nội dung trong ngọc giảng không ghi lại gương mặt của người ra tay nhưng đã đủ để chứng minh rất nhiều thứ ví dụ như đạo binh mạnh mẽ như vậy chắc chắn là không có quan hệ gì với ban sơn tông thêm nữa là khoảng cách xa như vậy phan bá dương lại không có sức chống trả ban sơn tông khó có thể vươn tay trợ giúp chỉ kịp ghi lại một số thông tin về hung thủ mặc dù vẫn còn rất nhiều sơ hở nhưng trong chớp mắt có lẽ đây đã là cực hạn mà thẩm tiểu hữu thẩm đạo huynh có thể làm được diêm sùng chướng cầm hai ngọc giảng vẫn ngây ngốc đứng tại chỗ trong lúc nhất thời có chút không nói nên lời hắn rất khó tưởng tượng được rốt cuộc là thế lực khủng bố cỡ nào mới có thể bồi dưỡng ra một tu sĩ kỳ tài như thẩm đạo huynh lại còn có suy nghĩ cẩn thận như vậy đối phương có vẻ lạnh lùng ra tay tàn nhẫn nhưng lại đáng kết giao hơn bất kỳ ai mà diêm sùng chướng từng gặp vị đạo tử ban sơn tông này ngẩn ngơ nhìn về phía chân trời có lẽ hành động cuối cùng mà lần trước mình làm ra còn chính xác hơn cả tưởng tượng của sư phụ bàn sơn tông trong đại điện bàn bác dương ngồi ở vị trí chủ tọa, đôi mắt khép hờ, thân hình như các lưu tan biến. Dương vận hằng đứng ngay dại ngoài điện, hai mắt tròn xoe, ánh nhìn chầm chầm vào các trưởng lão trong điện, các ngươi trông chừng hắn như vậy sao, tất cả mọi người đều sợ hãi ngồi đó, không dám thở mạnh. Một thuật che mắt của tên tu sĩ Bắc Hồng kia lại có thể dễ dàng lừa gạt được những lão già dày dạng kinh nghiệm như bọn họ. Hắn đi đâu rồi? Một trưởng lão ngạc nhiên lên tiếng, chẳng lẽ hắn nhắm vào thứ gì đó trong tông của chúng ta? Đường đường là đệ tử thân truyền của vô lượng đạo Hoàng Tông, chẳng lẽ lại muốn trước mặt bao nhiêu người như thế này, làm ra hành động trộm cắp, khẹt, dương vận hằng không trả lời, đôi môi run rẩy, đập mạnh vào trán, lão đảo lùi lại hai bước, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Hỏng rồi, tất cả đều hỏng rồi, chỉ cần nghĩ đến việc bàn bác dương đã thấy thẩm nghi đang ẩn nấp trong bàn sơn tông, rồi liên hệ với những gì mà nghiêm sùng chướng đã nói trước đó, vị đại trưởng lão này cảm thấy toàn thân lạnh toát. Chỉ một mình bàn bác dương thì đương nhiên không đáng sợ, dù sao bàn sơn tông cũng có hai người cấp hợp đạo tọa trấn, cũng không phải loại tiểu thế lực để mặc cho người khác sâu xé. Sao có thể kiên dè một tiểu bối chứ, nhưng nếu chuyện này có liên quan đến tiết nhang, cộng thêm tên súc sinh này thổi gió bên tai, thêm mắm dặm muối, dương vận hằng vội vàng ôm lấy ngực cảm nhận nhịp đập dữ dội truyền đến từ lòng bàn tay ngay cả hơi thở cũng trở nên rối loạn ta đi thông báo cho tông chủ các ngươi sẵn sàng chờ lệnh không một ai được phép rời khỏi đây không còn là vấn đề mà một đạo tử có thể giải quyết nhất định phải mời tông chủ ra mặt dương vận hằng thậm chí không dám mơ tưởng đến việc bảo vệ vị thẩm đạo hữu kia nữa việc quan trọng nhất lúc này là kéo tên đạo tử nhà mình ra khỏi vũng nước đục này đừng để bàn sơn tông bị cuốn vào cuộc tranh chấp giữa thất tử nam hồng và vô lượng đạo hoàng tông hiện tại khả năng cao là bàn bác dương đã gặp mặt thẩm tiểu hữu rồi hắn rất lo lắng nghiêm sùng chướng sẽ làm ra chuyện gì đó bất đồng nếu thực sự xảy ra xung đột một trong hai thế lực khổng lồ này bất kể bên nào cũng không phải là bàn sơn tông có thể đắc tội được nghĩ đến đây dương vận hằng quả quyết quay người bước ra ngoài điện ngay lúc đó hắn nhìn thấy một bóng dáng có vẻ thất thần đang đứng lặng lẽ ở cửa điện sùng chướng dương vận hằng kinh hãi thốt lên theo phản xạ nhìn ra sau lưng đối phương nhưng không thấy bóng dáng của thẩm đạo hữu hay bàn bác dương đâu nữa tất cả giải tán đi nghiêm sùng chướng uể oải vẫy tay để một đám trưởng lão đầy vẻ kinh ngạc lui ra trước những người này không biết rằng thẩm nghi vừa ở trong bàn sơn tông nhất thời không hiểu chuyện gì đã xảy ra khiến cho vị đạo tử điềm tĩnh của họ lại bộc lộ vẻ mặt như vậy. Nhưng đối phương không muốn nói, họ cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể lần lượt đứng dậy rời khỏi đại điện. Nghiêm sùng chứng từ từ bước đến ghế chủ tọa, dựa lưng vào thành ghế, thở ra một hơi nặng nề, hu, gấp chết đi được. Rốt cuộc là chuyện gì, mau nói đi. Dương vận hàng sốt ruột đến mức râu tóc dựng ngược. Bàn bác Dương chết rồi. Nghiêm sùng chướng nhắm mắt lại, một câu đơn giản khiến vị đại trưởng lão này như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệt trong nháy mắt. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Dương Vận Hằng lao lên, không chút nể nang, túng chặt lấy cổ áo của đạo tử, hạ giọng, vẻ mặt dữ tợn nói, ngươi có phải đã phát điên rồi không? Ngươi có phải đã quên mình là đạo tử của bàn Sơn Tông không? Chuyện lần trước ta đã không tính toán với ngươi, còn bây giờ ngươi muốn đẩy tất cả sinh linh trong bảo địa này, từ trên xuống dưới, đồng môn các cấp vào hố lửa sao, nghiêm sùng chứa nghe lời trách mắng bên tai khóe miệng lại hiện lên vài nét tự dẻo hắn mở mắt nâng bàn tay lên cảm thấy vô vị khi đưa hai ngọc giản ra thấy vậy dương vận hằng ngừng lời ánh mắt đầy kinh nghi bất định sau đó vội vàng đoạt lấy ngọc giản và đưa thần hồn trực tiếp vào trong không lâu sau bàn tay hắn bắt đầu run rẩy dữ dội không biết là vì kinh sợ trước sức mạnh đáng sợ của thẩm nghi hay vì cảm thấy có gì đó phức tạp trong lòng về chuyện này hai ngọc giản giống hệt nhau, một chiếc ghi lại trấn nhạc pháp, vậy thứ trong chiếc thứ hai, đại khả năng cũng là do người đó ban tặng. Đây là hắn đưa cho ngươi, ừ nghiêm sùng chướng chống tay vào thành ghế, ngồi thẳng dậy, cảm khái nói, cái gọi là tu hành này, thật sự vô vị. Thứ mà hắn hằng mong nhớ, đối với thẩm đạo hữu, lại dễ như trở bàn tay. Điều khiến nghiêm sùng chướng buồn lòng hơn là, hắn không hề cảm thấy có gì sai trong chuyện này, sau vài lần tiếp xúc ngắn ngủi với đối phương, ngược lại trong lòng hắn nảy sinh một ý nghĩ kỳ lạ rằng đây đều là những gì thẩm đạo hữu xứng đáng được hưởng thực ra hắn cũng muốn là một người hào hiệp phóng khoáng nhưng vì thân phận đạo tử hắn đã phải từ bỏ rất nhiều nét tính cách ban đầu nếu được tự do tự tại vừa rồi có lẽ hắn cũng sẽ vung một quyền về phía gian sơn đồ trên bầu trời chắc là vậy dương vận hằng cuối cùng cũng hiểu tại sao vị đạo tử của mình lại thành ra như vậy cảm giác bị người khác vượt qua cả về tâm tính lẫn thiên phú hơn nữa bản thân còn là người chịu ơn mà không thể trả ơn, thực sự rất khó chịu. Nếu vô lượng đạo hoàng tông đến hỏi tội, ngọc giảng này phiền ngươi giao cho họ, coi như giúp ta ổn định đạo tâm. Nghiêm sùng chướng nhìn sang với vẻ hơi ấy nấy, chuyện này hắn thực sự không thể làm được, chỉ có thể làm phiền vị đại trưởng lão này. Dương Vận Hằng im lặng một lúc, đột nhiên lắc đầu nói, không cần đợi họ đến hỏi tội, có lẽ chúng ta nên chủ động hơn một chút. Nghiêm sùng chướng sững sờ một chút, nhưng không phản bác, mà lặng lẽ chờ đợi lời giải thích vị đại trưởng lão này có thể hơi xảo quyệt nhưng tuyệt đối không phải là người có tính cách bán đứng thẩm đạo hữu tạo thế dương vận hằng hít một hơi thật sâu quay sang nhìn để vô lượng đạo hoàng tông biết được thẩm đạo hữu có xuất thân tôn quý như thế nào và thế lực đứng sau hắn khủng bố ra sao chỉ có như vậy họ mới kiên dè và cũng khiến đám thế lực tây hồng này không dám dễ dàng giúp đỡ họ tham gia vào chuyện này vô lượng đạo hoàng tông không có nhiều ảnh hưởng ở tây hồng chẳng hạn như muốn thu thập tin tức, chắc chắn phải nhờ đến các thế lực địa phương. Chỉ có trấn áp được đám thế lực địa phương này, mới có thể bảo vệ thẩm đạo hữu tốt hơn. Hơn nữa, chỉ dựa vào đạo binh huyền đao có thể chém đức thiên nguyên huyển lôi xích này, ta nói thẩm đạo hữu xuất thân từ tiểu thế lực, có lẽ cũng không ai tin đúng không, nghe xong lời của Dương Vận Hằng, mắt của nghiêm sùng chướng cuối cùng cũng sáng lên. Thực sự, cả mức độ thần bí của thẩm đạo hữu lẫn sức mạnh mà hắn sở hữu đều đáp ứng điều kiện để bịa ra một thế lực khổng lồ thêm bàn sơn tông góp gió hơn nữa cách làm này cũng có thể tách đối phương ra khỏi thất tử nam hồng với tính cách của thẩm đạo hữu chắc chắn hắn không muốn việc mình làm ảnh hưởng đến thất tử nam hồng trong đại điện hai người nhìn nhau đồng thời lặng lẽ lao ra ngoài điện tây hồng đằng vân phường thị đạo tử của linh nhạc tông và vô song tông cải trang thành những tu sĩ bình thường hòa vào đám đông cơ sư thúc đã đến thủy trung ngọc sơn hai người họ cũng không vội đến tông môn tiếp theo cầu viện ít nhất phải tìm hiểu rõ nguyên nhân khiến mình liên tục bị từ chối khéo là gì theo thời gian dò hỏi những chuyện về vô lượng đạo hoàng tông cũng dần nổi lên hu đạo tử vô song tông thở dài một tiếng hắn thật không ngờ cuối cùng ảnh hưởng đến cục diện nam hồng lại chỉ là một mệnh lệnh tùy ý của một thế lực đỉnh cao bắc hồng không trách những tông môn đó không chịu nói thẳng họ lo lắng mình còn chưa nhìn rõ thân phận sa sút của thất tử cũng không muốn tranh cãi gì nữa đúng lúc đó đạo tử linh nhạc tông chậm rãi bước đến trước mặt hai tu sĩ đang thì thầm to nhỏ rất khách khí chấp tay nói hai vị đạo hữu tại hạ không cố ý nghe lén chỉ tình cờ nghe thấy tên vô lượng đạo hoàng tông ta ngưỡng mộ bắt hồng không thôi không biết có thể trả giá mua lại tin tức này không thấy người này có khí độ bất phàm hai tu sĩ kia cũng không nói gì thêm đều chấp tay đáp lễ Nói gì đến trả giá, đạo hữu khách khí quá, vốn chỉ là mấy tin đồn vặt vảnh thôi. Nói rồi, hai người hào phóng lấy ra một ngọc giảng, nhắc nhở, chuyện liên quan đến Tây Hồng, đạo hữu cũng nên cẩn thận một chút. Đạo tử Linh Nhạc Tông sững sờ một chút, không ngờ lại dễ dàng như vậy. Hắn vội vàng cảm ơn, sau đó cầm lấy ngọc giảng. Chỉ thấy những thứ ghi lại trong đó dường như đã được xử lý đặc biệt, cực kỳ mờ nhạt, chỉ có thể nhìn thấy hai luồng ánh sáng va chạm nhau, một là màu vàng huyền, một là màu đỏ sẫm, thậm chí không thể phân biệt được bên trong lùng sáng đó là gì. Thấy tia sét đỏ đầy trời đó không? Một tu sĩ vẫn còn sợ hãi nói, nếu không nhìn nhầm, đây chính là Thiên Nguyên huyễn Lôi Xích, xếp thứ 39 trong Đạo binh lục, là đạo binh của tiền bối Bàn Bác Dương thuộc Vô Lượng Đạo Hoàng Tông. Trong lời nói của hắn, đạo tử Linh Nhạc Tông tận mắt thấy được tia sét đỏ tan vỡ, ngọc xích vỡ nát. Toàn bộ quá trình không quá một hơi thở, theo lý mà nói, thiên nguyên huyễn lôi xích bị hủy, quan mang màu vàng huyền này sẽ thay thế vị trí của nó, nhưng, thực sự quá dễ dàng, theo suy đoán của người khác, ít nhất cũng nên xếp vào hàng tốt 10. Một đạo binh lạ lẫm, đột nhiên lọt vào top 10 dưới cấp hợp đạo của Hồng Trạch. Mức độ khủng bố của chuyện này đã đến mức kinh hải. Không biết bao giờ mới có thể tận mắt nhìn thấy dung mạo của Kim Liên yêu Phật. Người kia lấy làm lạ nói. Đạo tử Linh Nhạc Tông nuốt nước bọt, ra ngoài lâu như vậy, Hắn cũng đã có hiểu biết nhất định về Đạo Binh Lục, biết rằng vị trí thứ 39 mạnh mẽ như thế nào, đặt ở Thất Tử Nam Hồng, e rằng chỉ có Tô Hồng Tú mới đạt được vị trí này. Nhưng dưới quan mang màu vàng huyền kia lại trở nên mong manh không chịu nổi. Nhìn ánh kim như đóa sen, hoa mỹ khó tả, ẩn chứa trong đó là lưỡi dao sắc bén vô cùng. Kim Liên yêu Phật cũng khá là phù hợp. Nam Hồng thực sự đã im ắng quá lâu, ra ngoài mới thấy anh tài xuất hiện lớp lớp, khiến người ta có chút xấu hổ đạo huynh, ngươi đừng ngưỡng mộ Bắc Hồng nữa, biết đâu sắp loạn lên rồi. Vị tu sĩ cao gầy đột nhiên lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của đạo tử Linh Nhạc Tông, hắn nhìn quanh, hạ giọng nói, đạo binh này chưa từng xuất hiện ở Tây Hồng, lần đầu tiên xuất hiện đã giết chết đệ tử thân truyền của vô lượng đạo Hoàng Tông, nghe nói chủ nhân của đạo binh này xuất thân từ một nơi cực kỳ hung ác, thế lực đứng sau hắn đặc biệt nhắm vào vô lượng đạo Hoàng Tông. Ngươi nhìn xem hắn nhẹ nhàng giết chết bàn bác dương như thế nào, làm sao có thể không phát hiện ra có người ở gần đang quan sát, nhưng Ngọc giảng này vẫn được truyền ra, chỉ có thể chứng minh rằng hắn căn bản không thèm để ý. Hắn Đường Đường Chính Chính muốn tuyên chiến với Vô Lượng Đạo Hoàng Tông, hai thế lực đỉnh cao có thể xoay chuyển cục diện hồng trạch chỉ trong lòng bàn tay, nếu thực sự giao chiến, e rằng ngay cả tiên nhân cũng sẽ bị kinh động. Cảm ơn hai vị đạo hữu đã nhắc nhở. Đạo Tử Linh Nhạc Tông lại chắp tay cảm ơn sau đó nhanh chóng quay trở lại bên cạnh đạo tử kia. Hai người truyền âm hồi lâu, trong mắt lóe lên ánh sáng. Nếu chuyện này là thật, biết đâu lại là tin tốt cho Nam Hồng, ít nhất đám tu sĩ Tây Hồng này có cảm giác nguy cơ, nhất định sẽ ôm nhau sưởi ấm, giảm bớt việc tàn sát lẫn nhau, hơn nữa tên khó đối phó nhà họ kỳ kia có dám bỏ mặt địa bàn của mình mà dùng hết tâm trí vào Nam Hồng không, dù hắn dám, các thế lực khác khi đi theo cũng sẽ có thêm vài phần e ngại. Còn về việc bản thân thế lực bí ẩn này đột nhiên xuất hiện có gây ra ảnh hưởng gì không, vốn dĩ thất tử ở Nam Hồng ẩn mình một góc là chuyện xấu, thiếu tài nguyên, thiếu ảnh hưởng, nhưng cũng chính vì vậy, thất tử bản thân không có gì đáng để người khác nhầm nó. Một khúc xương khó gặm mà lại không có thịt. Trừ phi là kẻ thù không đội trời chung như Long Cung, nếu không thì người khác ăn no rồi mới chạy đến thất tử Nam Hồng làm gì. Ước chừng đợi hai thế lực khổng lồ này giao chiến xong, cũng chưa chắc đã nhớ đến nam hồng tình huống tương tự cũng xảy ra bên ngoài đằng vân phường thị dưới sự điều khiển của một bàn tay vô hình những tin tức tương tự lan truyền khắp thủy lục tây hồng thông qua các kênh khác nhau với tốc độ cực kỳ nhanh chóng trong màn sương mù trên đỉnh núi xa nhất cách thanh long cung một con phượng hoàng xanh khổng lồ nhất đẹp đẽ nhất bay quanh một cây cổ thụ trống rỗng giữa núi cao tiếng phượng hót cao vút xuyên thủng trời mây ở tây hồng không có nhiều tồn tại có gan và có sức mạnh động đến con của nó hoặc có thể nói ngoài thanh long cung và vô lượng đạo hoàng tông căn bản không có ai có lý do để làm như vậy nhưng nó lại nhận được tin tức rằng tại yến thọ của ngọc phi trong ngọc sơn có đồng loại của nó xuất hiện cuối cùng còn có người nhìn thấy vị mỹ phụ kia bình yên rời đi nếu thanh long cung thực sự muốn ra tay căn bản không cần tìm cớ đã kết thù sống chết rồi thì tại sao lại để ý đến việc giết thêm một con nữa hơn nữa nó điều tra khắp đồng loại cũng không tìm thấy ai phù hợp với đồng loại kia chuyện này toàn bộ đều toát ra vẻ kỳ lạ có kẻ không những dám ra tay với thanh phượng lưu ly mà còn định mượn danh của cả tộc chúng để làm việc mãi đến hôm nay nhận được tin tức mới biết được đệ tử thân truyền của vô lượng đạo hoàng tông đã ngã xuống ở tây hồng con thanh phượng lưu ly này mới coi như trong cơn mù mịt đã tìm ra được một ít manh mối cũng là ra tay với tiểu bối của đại thế lực cũng là không có ân oán gì đi ra cho bản tọa dù có phải là chúng làm hay không cũng phải tra ra cho rõ thế lực đó thực sự là ai, một thế lực đặt chân ở Tây Hồng, cho dù ẩn giấu kỹ đến đâu, cũng sẽ để lại dấu vết, huống hồ từ những cảnh tượng quan sát được trong những ngọc giảng kia, những người đó căn bản là không có ý định che giấu, bá đạo ngang ngược. Muốn làm gì thì làm, cùng với tiếng phượng hót cao vút, một con thanh phượng lưu ly lần lượt bay lên, lao vút về bốn phía. Đều lặng lẽ điều tra, đừng để người khác phát hiện. Tộc trưởng Thanh Phượng Lưu Ly hít sâu một hơi, không cam lòng nói thêm một câu, nếu thực sự đó là một đại thế lực có thể đối kháng với vô lượng đạo Hoàng Tông, cho dù nó có nỗi đau mất con, cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn, chờ xem tình hình. Phượng xanh bay vào mây. Ở một nơi khác, một người trung niên khoác áo choàng đen trắng cũng đang triệu tập tộc nhân, trong tay cầm một ngọc giản tương tự. Kim Liên yêu Phật, trong mắt An Đình Phong thấp thoáng vẻ điên cuồng, hắn đột nhiên bóp nát ngọc giản, phong cách quen thuộc này lại khiến hắn nhớ đến một tiểu bối ngạo nghễ khác dù đối mặt với hắn vẫn có thể giữ được vẻ bình tĩnh ung dung đối phương thậm chí sở hữu những thủ đoạn mà ngay cả hắn một đại yêu cấp hợp đạo cũng không hiểu được tư thế đầy tự tin đó giống như đằng sau có người chống lưng cho dù phải dốc hết toàn lực của cả tộc thứ đáng thuộc về ta ngươi cũng phải trả lại cho bản tọa an đình phong cười ngây dại khiến hàng loạt hổ yêu bên dưới đều rung lên Bảo Nguyệt đại mộ bị hủy, 18 cường giả hàng đầu trong tộc không một ai sống sót, chịu tổn thất nặng nề như vậy, ngay cả kẻ thù là ai cũng không biết, điều mà Hạo Nguyệt sương hổ nhất tộc nên làm nhất là bình tĩnh lại, quan sát tình hình, nhưng xem ý của tộc trưởng, dường như là muốn dẫn theo cả bọn chúng gây ra một trận giết chóc, đám hổ yêu nhìn nhau, đều cảm thấy tộc trưởng đã phát điên rồi. Có lẽ ngay cả Bàn Sơn Tông cũng không ngờ tới. Thứ mà họ cố ý bịa ra chỉ để bảo vệ Thẩm Nghi cuối cùng lại có thể truyền ngược trở lại long cung ở nam hồng trong một tòa tháp cao sừng sững như núi giữa vùng nước dữ dội hai vị trưởng tử của kỳ gia và kha gia đang nâng ly trò chuyện bẩm thái tử gia lần trước ngài bảo chúng ta điều tra giờ cuối cùng cũng có chút manh mối đại tướng của long cung quỳ một gối ở ngoài lầu thái tử kha gia đội mũ miệng từ từ đặt chén rượu trong tay xuống hắn biết mà với hai con yêu quái kỳ lạ này chúng sẽ không thể nào ẩn mình quá lâu. Nói, đệ tử thân truyền của vô lượng đạo Hoàng Tông là bàn bác Dương, chết ở Tây Hồng, có liên quan đến một thế lực chưa biết. Người ra tay sở hữu đạo binh, được gọi là Kim Liên Yêu Phật, hiện nay xếp thứ 39 trong đạo binh lục, nhưng theo suy đoán của người khác, vị trí thực sự của nó có thể nằm trong top 10, thậm chí là top 5. Cũng dám trêu chọc vô lượng đạo Hoàng Tông, Thái tử Kha Gia có vẻ hơi ngạc nhiên, phải biết rằng ở hồng trạch đối phương đã được coi là thế lực lớn nhất ngay cả long cung cũng chỉ có bắc cung và đông cung mới có thể sánh ngang tuy nhiên chính vì vậy lại khiến hắn liên tưởng thế lực bí ẩn này với hai con đại yêu trước đây dù sao dám coi thường mình như vậy thì việc chúng làm ra hành động khiêu khích vô lượng đạo hoàng tông cũng không quá kỳ lạ kha huynh chẳng lẽ ngươi biết bọn chúng là ai gọi là gì cơ lão long đối diện nâng đầu say xỉn hỏi dù sao cũng liên quan đến địa bàn của mình, không khỏi hỏi nhiều một chút. Gọi là gì thì ta không biết, ta chỉ biết chúng tự xưng là Thái tử Kha Gia nâng chén rượu lần nữa, trong mắt lộ ra vài phần sát khí lạnh lẽo, hắn cũng không ngại tiết lộ thêm một chút tin tức cho vô lượng đạo Hoàng Tông, cho dù thế lực bí ẩn này không có liên quan gì đến hai con đại yêu kỳ lạ kia. Ít nhất cũng có thể mượn tay đám tu sĩ Bắc hồng đó, giúp mình tìm ra hai con vật ngu ngốc dám xúc phạm mình. Điện chủ phiêu miễu vân hải thẩm nghi khoanh chân ngồi trên vách núi dựng đứng hai tay đặt trên gối chiếc áo đen trên người phấp phới vang lên không phải vì nhàn rỗi mà là muốn để cho kha thập tam có chút thời gian nghỉ ngơi từ khi bắt đầu tu hành thẩm nghi đã phát hiện ra rằng khi từ triện càng trân quý độ khó của công pháp cũng tăng lên gấp bội những công pháp sở hữu từ triện chính là dành riêng cho các thiên kiêu kha thập tam chắc chắn được coi là dạng có đầu óc cực kỳ thông minh nếu không cũng chẳng thể vừa mài dũa yêu thân vừa tự học linh pháp phản hư thanh long toái tinh thương nhưng trấn nhạc pháp thân là một thức trân pháp hợp đạo cảnh đâu phải chỉ đơn thuần rót thọ nguyên vào là có thể tu luyện thành công e rằng công pháp còn chưa viên mãn kha thập tam vốn đã ở bên bờ sụp đổ sẽ phát điên trước nghỉ ngơi tạm thời cũng cần thiết huống hồ thọ nguyên yêu ma còn lại của thẩm nghi trước đó cũng không nhiều. Hắn cảm nhận ý núi, tiện thể nhìn xuống phía dưới. Trong động phủ nơi yêu ma sống chung, khuất lan với gương mặt quyến rũ còn dính vết máu chậm rãi bước ra, phía sau nàng là mùi tanh hôi nồng nặc đến buồn nôn. Hợp đạo, trân. Trấn nhạc pháp, tiểu thành, thọ nguyên yêu ma còn lại, 1070. 0005, những đại thế lực được bàn sơn tông đánh dấu tạm thời không thể trêu chọc, Thẩm Nghi dứt khoát chọn những tộc yêu tương đối nhỏ yếu này, lại không có căn cơ và thiên kiêu gì, cảm thấy vô lượng đạo hoàng tông cũng sẽ không để mắt tới chúng, vì vậy cũng không chạy trốn, chủ yếu dựa vào thực lực của chúng, cũng khó mà chạy đi đâu được. Mặc dù không tìm thấy tộc yêu nào có giá trị hóa thành trấn thạch, nhưng dù sao không phải tộc yêu nào cũng có thể dựa vào sức mình để cướp lấy một địa bàn, phần lớn vẫn là những yêu ma lẻ tẻ tụ lại cầu sinh, khiến Thẩm Nghi không thể thi triển thủ đoạn, cử tộc chi lực may mắn là vẫn tích lũy được khá nhiều thọ nguyên kha thập tam giúp suy diễn công pháp an ức bảo hộ hai bên khuất lang và ô tuấn liền làm những công việc nặng nhọc này dù sao thì một người cũng đừng hồng nhàn rỗi tiếp tục thẩm nghi tùy ý kéo kha thập tam vào bảng điều khiển trấn nhạc pháp là thức công pháp tiếp theo ẩn giấu ở ngọn núi kia quy lực của nó có chút ngoài sức tưởng tượng của hắn chỉ là tiểu thành hiệu quả đã vượt qua thần nhạc pháp viên mãn đương nhiên độ khó tu luyện cũng ngày càng đáng sợ ngay khi thẩm nghi suy diễn lại phát hiện thọ nguyên yêu ma đã lâu không tăng không khỏi dùng thần niệm nhắc nhở ô tuấn thưa chủ nhân đều chạy gần hết rồi ô tuấn bất lực đáp những con yêu ma tiểu thế lực này vốn sống dựa vào khả năng nghe ngóng tin tức nguyên nhân khác là do bọn chúng vừa quét sạch thu hoạch tính mạng tộc yêu tin tức đã sớm lan ra ta từ mấy con tiểu yêu đó biết được tây hồng gần đây không yên ả dường như có đại thế lực xâm nhập vào biết rồi thẩm nghi trầm ngâm một lát nhưng không để tâm lắm dù sao hắn cũng không phải tu sĩ tây hồng ngược lại thủy lục càng loạn thì càng có lợi cho hắn nước đục mới có thể mò cá lớn chỉ là sau này xuất hành phải cẩn thận một chút tránh bị cuốn vào những phong ba không cần thiết cách tốt nhất đương nhiên là tìm được vị cơ tông chủ kia ít nhất phải biết được vị trí của đối phương Thẩm nghi không muốn trải nghiệm lại cảm giác kích thích khi bị tộc trưởng song hổ truy sát. Nếu không may mắn ngưng tụ được một viên trấn thạch hợp đạo cảnh, hắn thật sự suýt nữa đã bỏ mạng ở đó. Nghĩ đến đây, hắn lại tăng tốc rót thọ nguyên yêu ma vào. Không biết có phải ảo giác hay không, cảm giác khi tu luyện trấn nhạc pháp và quan sơn kỳ thật rất giống nhau. Thẩm nghi đã trải qua một lần, có phần quen thuộc, hiện tại lại có kha thập tam chịu đựng phần lớn tra tấn. Hắn cư nhiên cảm thấy nhẹ nhõm thẩm nghi cúi đầu nhìn dãy núi dưới chân, chỉ cảm thấy dãy núi mênh mông bát ngát này như càng trở nên nhỏ bé có thể thu vào trong lòng bàn tay hắn hơi nâng lòng bàn tay sau đó nhẹ nhàng ấn xuống ầm 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 giữa mây mù bao quanh cả dãy núi đột ngột chìm xuống phía dưới cho đến khi hóa thành một hòn đảo nhỏ bé mặc dù không thể như tộc trưởng sông hổ cầm núi dời biển nhưng dưới sự gia trì của đạo thần nhạc chân ý kia dường như cũng nắm giữ được một chút sức mạnh mà chỉ hợp đạo cảnh mới có thẩm nghi lại nhắm mắt thọ nguyên yêu ma như nước chảy trôi qua. Ngày tháng luân chuyển, cho đến khi Kha Thập Tam đột ngột nhảy ra khỏi bảng điều khiển, bước chân loạn choạng chưa đi được ba bước, đã ngã nhào xuống đất. Khuất ô vừa mới quay về bị dọa cho giật mình, xoay người muốn chạy, chủ nhân, ta lại đi tìm xem có con tiểu yêu nào khác không. Lão Kha rốt cuộc cũng bị chủ nhân chơi đến hỏng rồi. Người tiếp theo sẽ không phải là mình chứ. Thọ nguyên yêu ma còn lại, 630. 0005, Hợp Đạo Trân. Trấn Nhạc Pháp, Viên Mãn Thẩm Nghi liếc nhìn nó một cách kỳ quái, với bộ não của con rùa đen này, có khi còn không bằng chính mình, đâu có tư cách lãng phí thọ nguyên yêu ma. Hắn tiện tay thu mấy vị điện chủ khác ngoài An Ức vào, lần này có lẽ Kha Thập Tam sẽ cần rất lâu mới có thể hồi phục, còn như Khúc Lan và An Ức, người trước căn bản chưa từng tu luyện qua công pháp tu sĩ, nếu là thứ có liên quan đến Thiên Kiếm Tông thì còn có thể phát huy một chút, những thứ khác vẫn là thôi đi còn người sau tiểu hổ yêu này đầu óc có vẻ không tệ chỉ là vẫn đang chây ì hơn nữa cũng cần dùng công pháp cơ bản hơn để bồi dưỡng trước vẫn thiếu người thẩm nghi thở dài hiện tại bàn sơn tông chắc chắn tạm thời không thể quay về vô lượng đạo hoàng tông cũng không phải kẻ ngốc chắc chắn sẽ phái người đến đó tìm kiếm tránh đầu ngọn gió cũng tốt dùng để vượt yêu kiếp thứ năm tạm thời cũng không có tin tức thẩm nghi trầm ngâm một lát nhớ tới chuyện ô túng bẩm báo trước đó nếu có đại thế lực xâm nhập, Tây Hồng tất nhiên sẽ dần trở nên hỗn loạn Thanh Phượng Lưu Ly và Sông Hổ Hạo Nguyệt những đại yêu tộc này chắc chắn cũng sẽ có phản ứng Nếu có thể tìm được tin tức, chém giết nhiều một chút Đến lúc đó bên cạnh có hai viên trấn thạch hợp đạo cảnh trợ giúp Chính mình làm việc cũng sẽ thoải mái hơn nhiều Trước tiên tìm một nơi đông người để nghe ngóng tin tức Nghĩ đến đây, thẩm nghi đứng dậy, hóa thành cầu vòng tím trắng biến mất tại chỗ Tây Hồng, Đằng Vân Phường Thị Tử lầu vốn ồn ào náo nhiệt lúc này có vẻ trống trải, trưởng quỷ dựa vào quầy, nụ cười đậm trên mặt có chút tức giận mà không dám nói. Bên ngoài người như biển, trong tiệm chỉ có một bàn khách, rõ ràng là có người bao hết rồi. Đạo tử của vô song tông và đạo tử của linh nhạc tông nhìn có vẻ không thoải mái, khi rời tông, Nguyễn Nguyên Châu đã dặn bọn họ phải hành sự thấp điệu, bây giờ hành vi như vậy thực sự quá mức gây chú ý, tuy nhiên, hai người lại không đưa ra ý kiến. Dù sao đã đến Tây Hồng lâu như vậy, phát ra Ngọc Hàng cũng không chỉ một cái, đây là lần đầu tiên nhận được hồi đáp khách khí như vậy. Vạn tượng các được coi là một trong những thế lực tu sĩ mới nổi, mặc dù thực lực không quá mạnh, chỉ có một tông chủ vừa mới đột phá hợp đạo tọa trấn, nhưng cũng được coi là tiên tông, hơn nữa nổi tiếng là thông thạo tin tức. Ngay cả hai vị đạo tử cũng không ngờ, lực lượng đầu tiên bày tỏ ý muốn hỗ trợ Nam Hồng, lại là những người mà trước đó bọn họ hầu như không hy vọng nhiều. Sở dĩ nói những người này khách khí, là vì họ không chỉ đáp lại, mà còn để đạo tử của mình tình cờ ghé qua phường thị đến đón. Trên trời rơi bánh, ngươi tin không? Đạo tử của vô song tông nhìn mấy người đối diện, cười như không cười truyền âm. Không tin. Đạo tử của linh nhạc tông khách khí nâng chén, sau đó nhạt nhẽo truyền âm đáp lại. Cho dù có chuyện trước đó ảnh hưởng đến cục diện Tây Hồng, cũng không đến mức phản ứng nhanh như vậy, để một tiên tông như thế này nhiệt tình như vậy. Vậy, tìm cớ rút lui, Đạo tử của Vô Song Tông hơi cúi mắt, nhưng không ngờ lại bị sư huynh từ chối thẳng thừng, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc. Phải biết rằng vị sư huynh xuất thân từ Linh Nhạc Tông này, có lẽ còn cẩn thận hơn cả Ngụy Nguyên Châu, điều này không phù hợp với tính cách của đối phương. "Không đi." Thần sắc của đạo tử Linh Nhạc Tông không thay đổi, truyền âm giải thích, "Thời gian của chúng ta có chút không đủ rồi." Đương nhiên, bọn họ chắc chắn sẽ không thực sự ra tay trợ giúp, dù sao đám bán tin tức này cũng không nói gì đến đại nghĩa nhưng chúng ta lấy đồ đổi lấy tin tức cũng không có vấn đề gì sự việc lần này cầu viện khó khăn như vậy chính là vì thất tử nam hồng biết quá ít về tây hồng giống như ruồi không đầu nếu đã như vậy thì dứt khoát đừng khách sáo nữa trực tiếp đi thôi chờ thêm chút nữa cơ sư thúc không có ở đây ta đã truyền tin cho nguyên châu bọn họ nếu đến lúc đó cần đưa ra quyết định gì chúng ta cùng nhau cũng tiện hơn bên họ thế nào nguyên châu nói bàn sơn tông đã đồng ý toàn lực ủng hộ thất tử nam hồng hơn nữa là lệnh của tông chủ lời này vừa dứt đạo tử của vô song tông suýt nữa có chút thất thố chỉ đành cười vỗ vạt áo làm ra vẻ rượu bị đổ hai người bọn họ bên này thảm như vậy kết quả bên đó lại thuận lợi như vậy khiến người ta có chút mất cân bằng tâm lý vận may này cũng chênh lệch quá nhiều rồi lệnh của tông chủ có nghĩa là nếu tình huống cần thiết ngay cả tông chủ bàn sơn cũng sẽ đích thân ra tay hai bên hoàn toàn liên minh tương đương với việc ngay lập tức mang đến cho nam hồng sự trợ giúp của hai đại lão hợp đạo cảnh bên đối diện trung niên áo xám với gương mặt âm nhu coi như không nhìn thấy sự thay đổi trong thần sắc của hai người tự mình nâng chén cười nói không biết khi nào hai vị đạo huynh có thể lên đường lục mổ cũng có thể thông báo với tông môn một tiếng lục đạo tử thứ lỗi chúng ta còn phải đợi sư huynh sư muội cùng nhau, là đã hẹn trước rồi. Đạo tử của Linh Nhạc Tông cười lắc đầu. Không sao, các ngươi xa lạ nơi đây, đi cùng nhau quả thực an toàn hơn nhiều, vậy chúng ta sẽ ở lại phường thị này thêm vài ngày. Lục Minh Xuyên không những không có chút nào tức giận, mà còn rất ân cần an ủi vài câu. Lời còn chưa dứt, hắn hơi ngẩng đầu, có chút nghi hoặc nhìn ra ngoài. Chỉ thấy một bóng người cao lớn lặng lẽ bước vào tử lầu, bên cạnh chỉ mang theo một tiểu cô nương xinh xắn dường như không nhìn thấy ánh mắt nhắc nhở của trưởng quỷ tự mình đi đến bên bàn sau đó ngồi xuống bên cạnh hai đạo tử nam hồng khóe miệng của lục minh xuyên co rút không vội nổi giận mà khách khí hỏi đây là cố hữu của hai vị đạo huynh hai đạo tử nam hồng cũng nhìn rõ dung mạo của người đến đồng tử của đạo tử vô song tông co rút lại theo bản năng muốn đứng dậy hành lễ nhưng lại bị đạo tử của linh nhạc tông lặng lẽ ấn xuống đúng vậy thực ra đạo tử của linh nhạc tông cũng rất ngạc nhiên mình vừa mới truyền tin cho nguyên châu bọn họ thẩm tông chủ cư nhiên đã đến rồi tuy nhiên nhìn dáng vẻ tùy ý của đối phương có lẽ cũng không muốn bại lộ thân phận có một vị tông chủ ở bên cạnh nhìn vậy thì không cần phải điều động nữa dù sao thực lực của thẩm tông chủ chỉ cần là người đã tham gia thất tử đại hội chắc chắn đều biết ít nhất là không thua kém tô hồng tú thậm chí có thể còn hơn nàng cộng thêm thân phận tôn kính đã có thể thay mặt thất tử Nam Hồng đưa ra hầu hết các quyết định. Đái kiến thư của vô song tông, bái kiến thẩm tông chủ. Trung tú của linh nhạc tông, bái kiến thẩm tông chủ. Hai người đồng loạt truyền âm hành lễ, và ngắn gọn giới thiệu tình huống hiện tại cho đối phương, thuận tiện tò mò liếc nhìn tiểu cô nương phía sau đối phương. Vạn tượng các lục minh xuyên, còn chưa thỉnh giáo quý tính của đạo huynh, lục minh xuyên đứng dậy, nghiêm túc chắp tay hắn nhạy bén bắt giữ được sự thay đổi trong thần sắc của đái kiến thư khi nhìn thấy người này nếu đoán không sai người này cũng là một trong những đạo tử nam hồng hơn nữa tuyệt đối là người có địa vị cao nhất trong số đó miễn quý thẩm thẩm nghi nhẹ gật đầu kỳ thật hắn cũng không ngờ sự việc lại trùng hợp như vậy ban đầu chỉ định đến nghe ngóng tin tức không ngờ lại có thể gặp người quen gần đây thu hoạch khá lớn suýt nữa đã quên mất mình còn có thân phận nam dương tông chủ nếu mục đích nhất trí, thì thuận đường luôn. Còn như kiên kỵ mà Trung Tú nói, nếu vạn tượng các này thực sự có ý định khác, kỳ thật thẩm nghi ngoài việc bỏ tiền mua, cũng không ngại dùng cách khác để lấy tin tức. Đã thẩm đạo huynh đều đã đến, vậy những người khác, Lục Minh suy nhìn sang bên cạnh. Bọn họ có lẽ gặp phải chuyện gì đó trên đường, vậy thì không đợi nữa. Đái kiến thư thấy thẩm tông chủ một mình đến, không nhắc đến ba người còn lại, Đoán rằng có khả năng lớn là đã sắp xếp cho bọn họ làm việc khác, lập tức dứt khoát đứng dậy. "Ồ, nghe vậy, trong mắt Lục Minh xuyên thoáng qua một tia thất vọng, nhưng lập tức che giấu đi. Mặc dù thiếu hai người, nhưng dù sao cũng đón được một con lớn. Làm vật chứng tỏ thành ý, hẳn là đã đủ rồi. Vậy thì, mời chư vị lên đường." Lục Minh xuyên cười đứng dậy, mấy tu sĩ vạn tượng các phía sau hắn cũng nhanh chóng đi theo. "Hử?" lời này nghe có vẻ không quá may mắn. Đái kiến thư liếc nhìn, treo chọc một câu. Xin lỗi xin lỗi. Lục Minh xuyên giả vờ nhẹ nhàng tự tác mình hai cái. Lục mổ nói vụng, chư vị đừng để ý. Đái kiến thư cười thu hồi ánh mắt, trong lòng không quá để ý. Nếu nói trước đó còn khá kiên dè, thì bây giờ đã tốt hơn nhiều. Đây không phải là tự đại, mà là có thẩm tông chủ ở bên cạnh. Chắc chắn nếu không phải kẻ ngốc, đều nên biết ra tay với một vị tông chủ là khái niệm gì đó là sự việc không thua kém gì thù diệt môn, có thể khiến thất tử tạm thời gác lại Nam Hồng, tất cả đặt chân đến Tây Hồng để đến trả thù. Nói ra cũng không xấu hổ, chính là bọn họ sợ. Đừng nói là một vạn tượng các nho nhỏ, với thực lực của thất tử Nam Hồng, đếm khắp toàn bộ Tây Hồng, cũng chỉ có Tây Long Cung mới chịu đựng được cơn giận dữ của khổng lồ khủng bố này. Bất kể gặp phải chuyện gì, chỉ cần bại lộ thân phận, đối phương cũng phải suy nghĩ cẩn thận về hậu quả. Bạn tưởng các là bán tin tức, chứ không phải bán mạng cho người khác. Việc ngu ngốc như vậy, mượn cho bọn họ 10 lá gan cũng không đủ. Ái nữ của An Đình Phong bị bắt cóc, nhi tử của tộc Thanh Phượng Lưu Ly mất tích, ta từng nghĩ rằng đây là thủ đoạn của vô lượng đạo hoàng tông. Dù sao đi nữa, ở vùng Tây Hồng này, ngay cả Long cung cũng không cần thiết phải đồng thời đắc tội với hai đại yêu tộc này. Cho đến khi Phan Bá Dương cũng ngã xuống, Lục Minh xuyên dường như nở nụ cười dẫn đường phía trước, nhưng trong đầu lại vang lên giọng của sư Tôn. Vạn Tượng các trải rác khắp Tây Hồng Thủy Lục, cố gắng nắm bắt nhiều tin tức nhất có thể. Đây là nền tảng giúp họ có thể đứng vững trong hàng ngũ Tiên Tông, khi nhặt được một bảo địa hợp đạo giữa vùng Tây Hồng hỗn loạn. Cái chết của Phan Bá Dương đã rất ly kỳ, nhưng tốc độ lan truyền của tin tức này còn kỳ lạ hơn. Rõ ràng là có người đang thêm dầu vào lửa có lẽ thật sự có một thế lực bí ẩn nào đó muốn vào Tây Hồng. Xét cho cùng, thiên nguyên huyễn lôi xích đã bị phá hủy dễ dàng. Nhưng nếu họ vẫn cần dùng đến những thủ đoạn nhỏ nhặt này, chắc chắn họ chưa đủ sức đối đầu trực diện với vô lượng đạo Hoàng Tông. Vạn tượng các mới trở thành tiên tông chưa lâu, địa vị chưa vững, đang rất cần một đồng minh mạnh mẽ, hoặc một chỗ dựa. Ban đầu, họ dự định nhờ vào khả năng thông thạo tin tức của mình để dựa dẫm vào thế lực mới mạnh mẽ này dù sao đối phương mới đến, thứ họ thiếu nhất chính là một mạng lưới tình báo hiệu quả. Nhưng càng điều tra sâu, vạn tượng các càng phát hiện ra sự kỳ quái của việc này. Nếu nói rằng có một đại thế lực nào đó đang nhúng tay vào Tây Hồng, thì không ai khác chính là đám người mang di đến từ Nam Hồng. Trước khi ái nữ của An Đình Phong bị bắt, cả tộc Hạo Nguyệt Sương Hổ, nếu nói có đắc tội với ai, thì chính là An Thù Tiêu, người đến dự thọ yến của Ngọc Sơn Long Phi. Theo tin tức nhận được, an thù tiêu đã đắc tội với một tu sĩ trẻ tuổi lạ mặt bên cạnh hắn là một con thanh phượng lưu ly nguyên nhân của sự việc liên quan đến một nữ tu sĩ cũng lạ mặt được gọi là lâm du đạo tử của bích hải tông một trong thất tử nam hồng sau đó bảo nguyệt đại mộ xảy ra biến cố vạn tượng các điều tra từ manh mối thanh phượng lưu ly phát hiện có người từng thấy nghi tử của tộc trưởng đến thăm địa minh u mãn nhất tộc mà u mãn tộc lại bị ban sơn tông tiêu diệt tương tự trước khi tin tức về cái chết của phan bá dương được truyền ra nơi cuối cùng ông ta đến cũng là ban sơn tông nếu tin tình báo là chính xác thất tử nam hồng chia thành hai nhóm một nhóm khác cầu viện cũng nhằm vào ban sơn tông đến đây toàn bộ sự việc dường như đã được kết nối lại thậm chí ngay cả vị hợp đạo cấp bậc của vạn tượng các cũng có chút dao động họ dường như đã nắm bắt được một tin tức có thể nói là giá trị nhất ở tây hồng hiện nay vấn đề duy nhất cần xem xét là bán tin tức này cho ai sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, vạn tượng các quyết định loại bỏ vô lượng đạo Hoàng Tông, mặc dù họ có vẻ là lựa chọn mạnh mẽ nhất. Dù sao, quan huyện không bằng quan hiện tại, người có thể thực sự bảo vệ vạn tượng các ở Tây Hồng này vẫn là địa đầu xà, ở đây, hơn nữa, ngoài Tây Long Cung, ngay cả thái tử của khải gia Nam Hồng cũng từng nhờ người đến vạn tượng các hỏi thăm về, điện chủ, nào đó. Làm gì có nhiều thế lực bí ẩn đến vậy mà tất cả đều ngông cuồng như thế, thất tử Nam Hồng quả thật đã lẩm cẩm muốn quay lại mà không có gan, còn bày ra những trò hề như thế này. Không trách nào bị Nam Long cung đè ép ở vùng biên thùy suốt 10 vạn năm mà không thể ngóc đầu dậy. Bây giờ muốn kháng cự, không thấy là đã muộn rồi sao, với bản lĩnh này mà còn cầu viện. Hừ, ngoan ngoãn ở yên đi. Mời chư vị đi theo ta. Lục Minh suy lịch sự gật đầu, tiện thể nhìn cô nương mặc váy đen im lặng kia, chưa được thỉnh giáo, vị này là ái nữ của Cố nhân, nhờ ta chăm sóc thẩm nghi gật đầu giải thích qua loa là một tu sĩ trẻ tuổi đi ra ngoài làm việc mang theo một tiểu cô nương không có tu vi bên cạnh quả thực có chút kỳ quái nhưng không còn cách nào khác đã đắc tội với nhiều đại yêu như vậy đặc biệt sau khi chứng kiến thủ đoạn kinh người của tộc trưởng sương hổ bên cạnh không có hợp đạo cảnh bảo vệ trong lòng luôn bất an tuổi còn nhỏ chưa có kiến thức hơi sợ người lạ ngay cả đới kiến thư và chung tú cũng thỉnh thoảng nhìn với vẻ tò mò để bản thân có vẻ bình thường hơn một chút thẩm nghi giả vờ làm trưởng bối thuận tay xoa đầu tiểu hài tử tưởng rằng vị điện chủ bướng bỉnh này sẽ không có phản ứng gì nhưng không ngờ an ức đang ngẩn ngơ lại theo bản năng dùng đầu cọ vào lòng bàn tay thẩm nghi đến khi cô bé phản ứng kịp thân hình nhỏ nhắn lập tức cứng đờ thẩm nghi lặng lẽ rút tay lại chính động tác này khiến đáy mắt lục minh xuyên lại thoáng qua một tia tiếc núi khí chất dường như bất phàm kết quả thật sự chỉ là một tiểu cô nương bình thường còn ở tuổi làm nũng và xấu hổ, xem ra không có thu hoạch bất ngờ gì. Đới kiến thư và trung tú nhìn nhau, trong lòng có chút nghi hoặc. Người khác không biết, chẳng lẽ họ lại không rõ, thẩm tông chủ xuất thân bảo địa Nam Dương, khi rời Nam Hồng chỉ có 8 người, làm gì có cố nhân nào ở Tây Hồng. Nhưng đối phương là tông chủ, bên cạnh lại có người ngoài, hai người vẫn im lặng đi theo sau thẩm nghi. Dưới sự dẫn đường của Lục Minh Xuyên và những người khác, đoàn người nhanh chóng rời khỏi thăng vân phường thị, xuyên qua bầu trời xanh biển biếc, xa khỏi nơi có người ở, lục đạo tử, quấy rầy một chút. Trung tú cao lớn đột nhiên lên tiếng gọi họ, khuôn mặt trông có vẻ thật thà vẫn nở nụ cười, đây không phải đường đến vạn tượng các sao, lục minh xuyên sửng sốt một chút, không ngờ đám mang di nam hồng này lại cẩn thận như vậy. Tuy nhiên, hắn không hề hoảng loạn, ngược lại cười nói, tiện đường đi lấy một tin tức, đạo huynh cũng biết, chúng ta dựa vào cái này để kiếm sống, nhưng nếu các ngươi gấp thì cũng có thể về tông trước. Đổi lại là người khác, vốn dĩ đang nhờ vạn tượng cát, nào dám nói lời từ chối. Trung tú từ đầu đến giờ chưa hề làm gì mạo phạm, lúc này từ chối lại không hề do dự, thực sự rất gấp, mong lục đạo tử thông cảm. Không vấn đề gì. Lục Minh Xuyên lập tức quay đầu đổi hướng, khóe miệng thêm một nét cười thú vị. Hắn cúi đầu nhìn mặt nước trong veo mênh mông dưới chân. Có lẽ đám mang di nam hồng này căn bản không biết ở Tây Hồng này, Tây Long Cung có địa vị như thế nào. Chỉ cần ở trên mặt nước, thực ra cụ thể là ở đâu ra tay cũng không quan trọng, dù sao cũng không có ai dám quản. Chỉ là phiền phức hơn một chút mà thôi. Bày bẫy bắt cá trong chung. Những người này nghĩ quá phức tạp, vạn tượng các chỉ đơn giản là chỉ đường cho Long Cung, chỉ có vậy thôi. Trước đây, vạn tượng các chắc chắn không dám dễ dàng tham gia vào chuyện như thế này, nhưng lần này thì khác, đối diện với thất tử Nam Hồng ngoài hai long cung còn có quá nhiều kẻ thù. Thanh Phượng Lưu Ly, Hạo Nguyệt Sương Hổ, thậm chí cả vô lượng đạo Hoàng Tông. Một tin tức này, họ thậm chí có thể ăn được nhiều lần. Gây thù khắp nơi, tự tìm đường chết, hừ, đến rồi. Lục Minh Xuyên đột nhiên dừng lại giữa biển mây, không hề che giấu lấy ra một chiếc ốc biển. Hắn không nói chuyện với những người phía sau, chính xác hơn là từ khi câu nói này vang lên hắn không hề dành cho đám mang di nam hồng này dù chỉ một ánh nhìn thừa bao gồm cả những tu sĩ khác của vạn tượng cát cũng lạnh lùng nhìn hai vị đạo tử nam hồng không có ý định ra tay cũng không rút lui cứ lặng lẽ đứng lơ lửng như vậy các ngươi thật điên rồ ngay khi ốc biển xuất hiện đới kiến thư thở dài một tiếng lập tức biến mất tại chỗ cùng biến mất với hắn còn có chung tú với logic của người bình thường họ không thể nào hiểu được chỉ có nam long cung cố gắng chống lại thất tử tây hồng kha gia đến nay mới chỉ phái một lão đại ra mặt đừng nói đến việc làm thất tử tổn thương nguyên khí chỉ đơn thuần xét về sức mạnh trên lý thuyết thất tử hiện tại vẫn mạnh hơn nam long cung hai hổ tranh đấu thắng bại chưa phân những kẻ buôn tin tức này sao lại dám đứng về phe nào nhanh như vậy hai người không cần bàn bạc dứt khoát phong tỏa mọi đường lui của lục minh xuyên thậm chí không cần tế ra đạo binh khí tức hùng hậu đã đủ khiến hắn không có khả năng chống đỡ với tu vi tam thành, ở trong đám yêu ma không cần độ kiếp có lẽ bình thường, nhưng ở trong tu sĩ nhân tộc, đó chính là tuyệt đối thiên kiêu, điều này không phân nam hồng hay bắc hồng. Dù sao cửa ải tử kiếp đó, không phải dễ dàng vượt qua. Còn về chênh lệch giữa các công pháp, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, một vạn tượng các nhỏ bé, sao có thể so sánh với đạo tử của thất tông nam hồng, cảm nhận được khí tức khủng khiếp truyền đến từ phía sau, lục minh xuyên thậm chí không có ý định quay đầu, bao gồm cả những tu sĩ khác của vạn tượng cát sắc mặt cũng không thay đổi dường như hoàn toàn không lo lắng về sự an nguy của đạo tử nhà mình chỉ có những thế lực ở tây hồng mới hiểu được tây long cung mạnh mẽ đến mức nào ngay khi bàn tay thô ráp của trung tú sắp chạm vào vai lục minh xuyên một lớp ngọc trắng trong suốt với tốc độ khó thấy bằng mắt thường ầm ầm hạ xuống như một chiếc chén rượu úp ngược đỉnh là chính con rồng vàng sống động như thật xòe vuốt ra có vẻ như ngọc mỏng manh như cánh ve nhưng sau khi hứng trọn một chưởng của trung tú toàn bộ không hề rung chuyển dù chỉ một chút vai của lục minh xuyên ở ngay trước mắt rơi vào mắt của vị đạo tử linh nhạc tông này nhưng lại như một thiên hiểm không thể vượt qua được đới kiến thư cũng đâm sầm vào vách ngọc toàn bộ khí tức trên người sụp đổ đồng thời mí mắt nhảy lên dữ dội trong mắt hiện lên vẻ kiên kỵ nguy hiểm ẩn hiện mà thứ này toát ra tuyệt đối không phải tu sĩ bạch ngọc kinh có thể phá vỡ được chật cửu long bạch ngọc tráo quả nhiên danh bất hư truyền Lục Minh Xuyên lộ vẻ cảm thán, sau đó cung kính hành lễ về phía dưới nước, vạn tượng các Lục Minh Xuyên, cùng tu sĩ trong tông, bái kiến Kha Thất Gia, nghe thấy cái tên này, Trung Tú chậm rãi rút tay lại. Thực ra không cần suy đoán nhiều, Tây Long Cung tổng cộng có 7 vị Long Tử, đều là đại yêu có thể sánh ngang hợp đạo cảnh. Đới kiến thư xoa xoa bờ vai, nghiêm túc nhìn lại Lục Minh Xuyên, ngươi vạn tượng các, thật sự đã sẵn sàng chịu đựng sự trả thù của thất tử Nam Hồng rồi sao? bây giờ phái người truyền tin cho tông chủ của chúng ta, việc này còn có thể thương lượng, đừng tự chuốc lấy sai lầm. Cơn giận dữ của sáu tông chủ hợp đạo cảnh, ngay cả Tây Long Cung cũng phải suy nghĩ cẩn thận. Hừ, vẫn còn giả vờ, Lục Minh Xuyên không nhịn được cười thành tiếng, đứng thẳng người lại, chế nhạo nói, các ngươi đã chọc giận bao nhiêu thế lực, trong lòng tự biết. Nghe vậy, Trung Tú và Đới Kiến Thư đều sửng sốt, sau đó nghi hoặc nhìn nhau câu trả lời mà họ luôn cảm thấy khó hiểu dường như ẩn chứa trong câu nói vừa rồi của đối phương nhưng thất tử nam hồng xưa nay luôn ẩn giật ngay cả với nam long cung cũng giữ thái độ nước sông không phạm nước giếng nếu không phải thái tử kha gia đột nhiên phát điên thì ngay cả cuộc tranh chấp lần này cũng sẽ không xảy ra làm sao có thể đắc tội với những thế lực khác thẩm nghi hơi nhướng mày nhớ ra vạn tượng các này nổi tiếng với việc thông thạo tin tức đột nhiên không muốn để đối phương tiếp tục nói nữa hắn liếc nhìn vách ngọc xung quanh sau đó nâng lòng bàn tay lên ầm ầm một bóng dáng lao vọc ra khỏi mặt nước đều là những lão yêu tướng mặt giáp có con một sừng có con râu dài ít nhiều đều có huyết mạch rồng ít nhất hai mươi mấy con tất cả đều toát ra khí tức trên bạch ngọc kinh chỉ một lần hành động đã bày ra trận thế mà toàn bộ ban sơn chủ tông mới có thể bày ra được hoàn toàn không thua kém gì lần tiêu diệt địa minh u mãn hử thất gia đâu rồi lục minh xuyên dẫn theo một đám tu sĩ vạn tượng cát vội vàng bày ra vẻ cung kính lén lút nhìn qua những bóng dáng này trên mặt lại thêm vẻ nghi hoặc phải biết rằng việc này liên quan đến nhiều đại tộc ở tây hồng bao gồm cả vô lượng đạo hoàng tông kha thất gia lẽ ra không tiếc thân mình đích thân giáng lâm nơi này chuyện của thất gia cũng đến lượt ngươi hỏi sao người đứng đầu trong đám lão tướng thủy tộc này là một con có huyết mạch rồng đậm nhất trừ gương mặt xấu xí dữ tợn còn lại đều đầy đủ sừng vẫy, râu dài bay phấp phới. Nó lạnh lùng liếc nhìn đám người vạn tượng cát, thất gia tạm thời đi xử lý việc khác, ở đây có chúng ta là đủ rồi. Thì ra là vậy. Thì ra là vậy, lục minh xuyên liên tục cười bồi, trong lòng lại tức giận như sóng lớn. Vạn tượng cát đem tính mạng và gia sản ra chơi cùng Tây Long Cung, đối phương lại không xem trọng như vậy, rõ ràng trước đó đã hứa hẹn, rốt cuộc việc gì có thể quan trọng hơn tin tức mà chúng ta cung cấp. Có cửu long bạch ngọc tráo trong tay, thêm vào đó là nhiều đại tướng thủy tộc như vậy, xử lý mấy tên mang di nam hồng này tất nhiên là đủ. Vấn đề là phần thưởng của vạn tượng các đâu. Lời hứa bảo vệ của Tây Long cung đâu. Kha thất gia không ra mặt, chỉ dựa vào những thủy tướng này, con nào có thể làm chủ được. Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng Lục Minh Xuyên vẫn khách khí nói, vậy phiền chư vị tướng quân áp giải những người này về long cung nếu khi thẩm vấn có gì không rõ vạn tượng cắt luôn sẵn sàng đợi chư vị gửi tin nếu tiện cũng có thể hẹn một thời gian chúng ta còn muốn đến bái kiến thất gia chật đại yêu tướng đứng đầu cười cười qua loa nói để sau hãy nói ai biết được các ngươi nói thật hay giả nói xong nó lại nhìn về phía cửu long bạch ngọc tráo ánh mắt rơi vào những người bị vây bên trong chép miệng nói điện chủ nhìn cũng không giống lắm. Nhìn thấy thẩm nghi tùy ý vung tay áo, thu hết những thi thể yêu quái hoàng chỉnh kia vào nhẫn. Làm xong tất cả những việc này, hắn mới quay đầu nhìn hai người bên cạnh, bây giờ còn muốn đi không? Trung tú và đới kiến thư theo bản năng nhìn trái nhìn phải, chỉ thấy mặt biển vừa rồi còn đầy ấp bóng người, trong thời gian ngắn đã trở nên trống trải đáng sợ. Họ nuốt nước bọc thật mạnh, cuối cùng đưa ánh mắt trở lại trên người đối diện, giọng hơi run rẩy, thẩm, thẩm tông chủ, mặc dù khuôn mặt này quen thuộc vô cùng ngay cả biểu cảm trên mặt cũng không có gì thay đổi lớn so với trước đây nhưng bây giờ hai người thực sự có chút do dự nếu không đi thì về trước đi thẩm nghi nhẹ gật đầu hắn cảm thấy rằng thông qua cách thức bình thường có lẽ không thể hỏi được gì từ miệng vạn tượng cát hơn nữa dường như những người này biết quá nhiều nhưng nếu muốn sử dụng cách thức của mình mang theo hai người này có vẻ không tiện lắm tất cả đều nghe theo ngài Đới Kiến thư hiện tại nào dám nói không? Người ta nói Tô Hồng Tú có sát tính rất lớn, nhưng so với thẩm gia trước mặt tùy tay giết gần 40 mạng, còn có thể làm được mặt không đổi sắc, thậm chí giọng nói cũng không thay đổi chút nào, nàng ta gần như có thể được coi là tiểu cô nương vô hại. Đây, đây khác gì với cảnh giới hợp đạo, từ biệt thẩm tông chủ, đái kiến thư với tâm trạng bất ổn lao về hướng Đằng Vân phường thị. Hắn không khỏi nhớ lại sự việc vừa rồi, khóe môi co giật nhìn về phía trung tú nhẹ nhàng phá vỡ cửu long bạch ngọc tráo chỉ bằng một ánh mắt đã giết chết tu sĩ của vạn tượng cát điều kinh hãi nhất chính là đạo binh ngọc bội kia dưới tiếng hổ gầm dữ dội đó nhiều đại yêu quái ngang hàng với bạch ngọc kinh cũng không có cơ hội cầu xin tha mạng nếu không có đại năng hợp đạo xuất hiện đái kiến thư khó mà tưởng tượng nổi ở cấp độ bạch ngọc kinh này còn có ai có thể thắng được thẩm tông chủ chẳng lẽ phải dựa vào tiên pháp trong truyền thuyết sao quả thực có chút đáng sợ Trung Tú hít sâu một hơi, dù là người trầm ổn như hắn, lúc này đầu ngón tay cũng không khỏi hơi run rẩy. Vị tông chủ trẻ tuổi này, thật sự cùng một nơi với bọn họ, bước ra từ Nam Hồng sao, hưởng thụ cùng một nguồn tài nguyên, không đúng, hình như Thẩm tông chủ cũng chưa từng sử dụng thứ gì của thất tử Nam Hồng, còn bảo địa Nam Dương kia đã im ắng nhiều năm, đâu còn giá trị gì. Vậy nên, đối phương đã trưởng thành đến mức độ đáng sợ này bằng cách nào, chẳng lẽ chỉ cần thiên tư đủ cao? thật sự có thể bỏ qua khoảng cách về thiên tài địa bảo và công pháp sao, Trung Tú lắc đầu, gạt bỏ ý nghĩ hoang đường này. Hà tin rằng thẩm nghi là tần tông chủ chuyển thế còn hơn. Trong mắt hắn thoáng qua vẻ sợ hãi, cũng may thẩm gia thất long tử chủ quan, nếu không dù có thẩm tông chủ bảo vệ, hôm nay chúng ta cũng gặp rắc rối lớn. Ai biết được đám người này nghĩ gì? Nhắc đến chuyện này, đái kiến thư cũng đầy tức giận. Người Tây Hồng làm việc, chẳng nói chút logic nào có hiểu rõ tình hình không thật sự ép nam hồng thất tử vào đường cùng bọn họ kéo theo vài đại thế lực rời đi cũng không thành vấn đề ngươi có nhớ chuyện lục minh xuyên nói lúc nãy không trung tú chậm rãi ngẩng đầu hắn không tin vạn tượng cát một thế lực chuyên thu thập tin tức lại là kẻ ngu xuẩn cho dù là ngu xuẩn cũng không thể ngu xuẩn đến mức này chắc chắn có thứ gì đó mà thất tử nam hồng không biết khiến bọn họ tin chắc rằng Long Cung nhất định sẽ thắng, thậm chí cho rằng thất tử sẽ không còn sức bước vào Tây Hồng Thủy Lục. Chuyện này có vẻ nghiêm trọng rồi. Không đợi đái kiến thư trả lời, Trung Tú trực tiếp lấy ra ngọc giảng thông tin, sự việc có chút quá rối loạn, chúng ta gặp nhau trước, các chuyện cầu viện lại, tạm thời đừng manh động, đợi cơ sư thúc trở về rồi quyết định. Nếu thất tử Nam Hồng thật sự đắc tội với thế lực khác, ít nhất cũng phải hiểu rõ nguyên nhân, xem có khả năng hòa giải hay không nếu không đồng thời khai chiến với nhiều thế lực như vậy đừng nói là thất tử nam hồng ngay cả vô lượng đạo hoàng cung tông cũng không chịu nổi tính ngày thì cơ sư thúc cũng nói chuyện với ngọc sơn long phi gần xong rồi nhỉ đái kiến thư thở dài nhìn về phía vùng nước mặc dù cơ sư thúc vẫn giữ vẻ lạnh lùng bình thản đó nhưng từ việc đối phương chủ động đi tìm tử nhàn tiền bối có lẽ cũng vì chuyện cầu viện không tiến triển gây áp lực không nhỏ cho nàng cũng vì lý do này, nàng mới mượn danh cố hữu, thử xem có thể hiểu được Tây Long Cung đang mưu đồ gì, bàn bạc để bọn họ không tham gia vào chuyện Nam Hồng hay không. Cùng lúc đó, Tây Hồng thủy vực, đỉnh Ngọc Sơn trăm tầng. Bên ngoài căn phòng khuê các yên tĩnh đó, bày một bàn tiệc rượu xa hoa. Một đại yêu trung niên quai phong lẫm liệt, mặt giáp dày, ngồi dưới đất, nắm vò rượu, phiền não uống một ngụm, tẩu tẩu, ngươi sai người gọi lão thất đến, không phải đơn giản chỉ muốn mời ta ăn uống một bữa chứ, điều gây chú ý nhất ở đại yêu này chính là cặp sừng rồng trong suốt như ngọc trên đầu. Ngọc giác Ngân Long, chủ của Tây Hồng. Cộng thêm lời nói trước đó của hắn, thân phận của hắn đã rõ ràng, là Long yêu cấp bậc hợp đạo, thẩm gia thất gia, thẩm chiêu bình, tuy nhiên lúc này, dưới sự chất vấn của con hung yêu đáng sợ có thân phận hiển hách này, trong khuê phòng lại im lặng không tiếng động. Đợi một lát, mí mắt thẩm thất gia hơi co giật, chậm rãi đứng dậy, treo đùa nói. Hơn nữa đại ca không ở nhà, ta làm tiểu thúc này một mình đến đây dự tiệc, truyền ra ngoài nghe không hay lắm, hay là, ta vào nói chuyện, đương nhiên, nếu tổ tẩu không muốn, theo ý lão thất, chúng ta nên để lần khác thuận tiện rồi hãy tụ họp. Đổi lại là Long Phi bình thường, nghe thấy lời có vẻ vượt quá khuôn phép như vậy, chắc chắn sẽ vừa xấu hổ vừa tức giận. Cuối cùng trong khuê phòng cũng vang lên một giọng nói ấm áp, không cao, và rất ngắn gọn. Ngồi xuống chỉ hai chữ ngắn mũi khiến thẩm lão thất biến sắc vài lần hắn đặt vò rượu xuống bàn lồng ngực vạm vỡ phập phồng không yên cuối cùng vẫn ngồi xuống lại nữ nhân thối đến từ đông hồng này dựa vào thế lực nhà mẹ đẻ lớn chạy đến tây hồng ra oai cho dù có nhan sắc thật nhưng nam nhân nào có thể chịu được việc bị chính thê của mình thao túng chẳng trách đại ca thường xuyên ở bên ngoài hiện tại lại càng đi đến nam hồng hơn nữa dựa theo tin đồn gần đây dường như không chỉ có đại ca Nữ nhân thối này còn cấu kết với mấy huynh đệ khác, có xu hướng một nhà độc tôn. Đương nhiên, nói ra cũng có lý do. Dù sao nàng cũng muốn giúp đại ca tranh vị trí thái tử. Nhưng Thẩm lão thất luôn cảm thấy có gì đó không đúng, thay vì nói là muốn giúp đại ca ngồi lên ngôi vị Tây Long Vương, sao hắn lại có cảm giác vị tổ tổ này muốn tự mình ngồi lên đó. Trò chơi chấp chính sau rèm này lại được mang đến Tây Hồng, hừ Thẩm thất gia lại mở một bình rượu ngon, đè nén suy nghĩ, thực ra hắn cũng không vội đã được ban pháp bảo, lại phái tinh nhuệ thuộc hạ, chắc chắn sẽ không có sai sót gì. Hắn chỉ muốn nhanh chóng xác thực xem tin tức mà vạn tượng các cung cấp có đúng hay không. Thế nhân đều nghĩ rằng đại ca sợ vợ, nhưng không biết đối phương chỉ muốn mượn lực mà thôi, hiện tại vị tổ tổ này đã gần như làm xong mọi việc, cũng nên đến lúc phản kích rồi. Những năm này đại ca dường như lang thang bên ngoài, nhưng thực tế là đã thu phục được không ít thế lực, muốn áp chế một nam hồng thất tử, căn bản không cần đến lực lượng của Tây Long cung đợi đến khi giúp khả gia rảnh tay rồi cùng liên thủ với bọn họ giam nữ nhân thối này vào khuê phòng ngôi vị thái tử đã nắm chắc trong tay nếu tin tức mà hắn có được là thật vậy cũng có thể thêm một chút trợ lực cho đại ca bất kể là vô lượng đạo hoàng tông hay hai đại yêu tộc kia chỉ cần muốn tham gia vào cái gì cũng có thể nói cái gì cũng có thể bàn lúc này trong khuê phòng ngọc sơn long phi chậm rãi thu hồi ánh mắt nhìn về phía nữ tử thanh lãnh ngồi bên cạnh từ từ giơ tay lên cố gắng đặt lên mua bàn tay trắng nõn của đối phương nhẹ giọng nói tĩnh hy ngươi đến tìm ta khiến ta có chút bất ngờ còn có chút vui mừng chỉ cách một cánh cửa nhưng bên ngoài thẩm lão thất lại không nghe thấy một chút âm thanh nào chỉ dựa vào điều này đã đủ chứng minh ngọc sơn long phi và thẩm lão thất cùng là cấp bậc hợp đạo nhưng vẫn có khoảng cách nhất định lâu ngày không gặp muốn đến tìm ngươi hỏi thăm vài chuyện cơ tông chủ khẽ rút tay lại hơi ngẩn đầu khách khí nói không biết có tiện không? Ngươi đã lên tiếng, đương nhiên là không thành vấn đề. Bàn tay vốn dơ lên của Ngọc Sơn Long Phi chỉ hơi khựng lại, thuận thế cầm chén rượu trên bàn đưa qua, che giấu ý định ban đầu. Ngươi muốn hỏi gì ta đều hiểu, thật ra không cần lo lắng, trong lòng ta luôn có ngươi. Nếu ngươi còn nói chuyện như vậy, ta chỉ có thể cáo từ trước. Thần sắc thản nhiên của cơ tông chủ cuối cùng cũng thay đổi, nhẹ nhàng thở dài, khóe môi thoáng hiện vài phần bất lực ta chỉ cảm thấy đã phụ lòng các ngươi muốn bù đắp một chút mà thôi sao ngươi lại đề phòng ta như vậy ngọc sơn long phi cảm khái lắc đầu sau đó cuối cùng cũng nghiêm túc lại những năm này ta cũng đã làm không ít việc đã nói là không cần lo lắng chắc chắn ta có tính toán của mình lần này ngươi cứ coi như đến tây hồng nghỉ ngơi nếu rảnh rỗi buồn chán hãy đến tìm ta trò chuyện lưu lại vài tháng ta có rất nhiều chuyện muốn nói với ngươi cơ tông chủ tuy không phản bác nhưng rõ ràng trong mắt không quá tin tưởng. Đông Long cung và Nam Hồng Thất tử quả thực có ân oán cũ, nhưng với tư cách là tông chủ Thanh Nguyệt, làm sao có thể phó thác tính mạng của thất tông vào tay đối phương? Ngươi xem, ngươi vẫn không tin ta. Giữa mày Ngọc Sơn Long phi hiện lên vài phần tự tin, như muốn khoe gì đó với người trong lòng, nhẹ nhàng vỗ tay. Ngay sau đó, một con giao vệ với tu vi mạnh mẽ, thậm chí không kém gì hổ yêu giữ mộ, chậm rãi hiện ra từ góc phòng nếu chặn được thì đưa bọn họ đến nơi an toàn đừng để tỉnh hy lo lắng ngọc sơn long phi liếc nhìn sang hiện tại thế lực của nàng trong tây long cung có lẽ đã vượt xa sức tưởng tượng của người bình thường mệnh lệnh của thẩm lão thất vừa mới ban ra tướng lĩnh dưới trướng hắn còn chưa nhận được đã bị đưa đến ngọc sơn của nàng vì vậy nàng mới gọi giao vệ này đến không có lão thất lên tiếng đám yêu tướng kia chắc chắn không dám làm bị thương mấy đạo tử nam hồng đó nhất định phải áp giải bọn họ về Long Cung. Mà nàng đã sớm sắp xếp xong xuôi, chặn giữa đường, nếu mọi chuyện không có gì bất ngờ, đoán chừng mấy vị đạo tử kia hiện tại đã ở nơi nào đó dưỡng thương. Đợi ngươi gặp mấy tiểu bối đó, ngươi sẽ tin lời ta nói. Ngọc Sơn Long Phi quay người ngồi sát cơ tông chủ, vẻ như mọi thứ đều trong tầm kiểm soát. Tây Long Cung đã ra tay với đạo tử của Nam Hồng chúng ta. Giữa mày cơ tỉnh hy hơi nhíu lại, chuyện này có chút ngoài dự liệu của nàng, dù sao nam hồng thất tử và tây long cung không oán không thù cho dù muốn giúp đỡ cũng không có lý do gì để đánh tiên phong trước mặt nam long cung dù sao cũng không sao rồi ngọc sơn long phi khẽ cười sau đó nói tiếp so với chuyện đó ngươi vẫn nên chú ý đến vị thẩm tông chủ của các ngươi nhiều hơn đừng để hắn lại gây ra rắc rối gì hắn sẽ không làm vậy cơ tỉnh hy gần như không do dự liền lắc đầu mặc dù nàng không hiểu rõ thẩm nghi nhưng hành động của đối phương trong những ngày này kỳ lạ thì có kỳ lạ nhưng chưa bao giờ gây rắc rối lớn nào cho thất tử nam hồng huống hồ trước khi xuống nước nàng vừa mới thấy thẩm nghi dẫn theo mấy người đi dạo phản ứng theo bản năng của cơ tông chủ khiến thần sắc của ngọc sơn long phi hơi khựng lại nhưng nhanh chóng lấy lại nụ cười vậy thì tốt ta cũng chỉ nhắc nhở một chút thôi có vẻ như ấn tượng của ngươi về hắn không tệ có lẽ là khá tốt nghĩ đến thiên phú đáng sợ của thiếu niên đó trên mặt cơ tỉnh hy cũng nở nụ cười nam hồng thất tử im ắng bao năm cuối cùng cũng chờ đợi được một tia sáng trên mặt ngọc sơn long phi thoáng hiện lên vài phần căng thẳng đang muốn hỏi thêm gì đó lại bị giao vệ kia cắt ngang bẩm long phi sắc mặt của giao vệ hơi thay đổi tiến lên nhẹ giọng nói không chặn được dường như tất cả bọn chúng đều biến mất không có tin tức cho dù cố ý hạ thấp giọng với tu vi của cơ tỉnh hy làm sao có thể không nghe thấy hai nữ nhân đồng thời biến sắc để bọn chúng tiếp tục tìm ngọc sơn long phi không ngờ tới rõ ràng nàng đã sắp xếp mọi thứ cuối cùng vẫn xảy ra sai sót nghĩ đến lời hứa vừa rồi long phi thậm chí cảm thấy hơi nóng mặt nàng có chút hoảng hốt quay người lại muốn trấn an đối phương lần nữa nhưng thấy cơ tỉnh hy đã sớm đứng dậy nhẹ giọng nói việc này liên quan đến tiểu bối của tông ta tỉnh hy xin cáo từ trước lần sau sẽ lại trò chuyện với long phi lời vừa dứt vị tông chủ này đã lặng lẽ biến mất tại chỗ ngọc sơn long phi ngơ ngác thu hồi tay sau đó tức giận nhìn về phía giao vệ kia long phi thuộc hạ nhất định sẽ nhanh chóng cho ngài một câu trả lời toàn thân giao vệ rung lên với thực lực mạnh mẽ như vậy nhưng dưới ánh mắt đó nó lại cảm thấy ngột ngạt vô cùng đi theo long phi nhiều năm như vậy chưa từng thấy đối phương mất bình tĩnh như thế này có thể thấy được Lần này Long Phi thực sự tức giận, càng nhanh càng tốt. Dù sao cũng là người dám mưu đồ cả Tây Long cung, trong trường hợp không liên quan đến Cơ tỉnh Hy, Tử Nhàn nhanh chóng kiểm soát được cảm xúc, nàng tuyệt đối không thể chấp nhận việc mất mặt trước Cơ tông chủ, dù chỉ một lần. Nếu để nàng biết được rốt cuộc là ai đã phá hỏng chuyện này, Tử Nhàn cắn chặt răng, trong mắt lộ ra ý lạnh giết chóc. "Tẩu tẩu, khi nào ta mới đi được?" Bên ngoài truyền đến một tiếng say khước bây giờ có thể cút. Kèm theo giọng nói lạnh lùng, một luồng khí tức hùng mạnh quét ra, trực tiếp hất thẩm lão thất đang ngồi dưới đất xuống ngọc sơn. Ngươi, thẩm lão thất loạn choạng ổn định thân hình giữa không trung, khó tin ngẩng đầu nhìn lại, nữ nhân này, dám đối xử với hắn như vậy. Nhưng nhanh chóng sắc mặt hắn lại thay đổi. Đối phương mặc dù chiếm được lợi thế khi đánh hắn trở tay không kịp, nhưng thực lực như vậy, chật, không hổ là đến từ Đông Long Cung, chuyện này cũng phải báo cáo với đại ca, để tránh lúc đó lật thuyền. Long Phi, hắt bối giao vệ toát mồ hôi lạnh quỳ xuống. Ta biết rồi. Tử nhà nhắm mắt lại, một lần nữa kìm nén sự dao động trong cảm xúc. Nghĩ đến lời cơ tỉnh hy nói lúc trước, cùng nụ cười hiện lên trên mặt đối phương, nàng vốn tưởng rằng mình đã hiểu rõ vị tông chủ họ thẩm kia rồi, không ngờ vẫn chưa đủ hiểu. Thôi bỏ, chuyện như thế này vốn là dựa vào bản lĩnh của mỗi người. Ít nhất là trên địa bàn Tây Hồng, trong toàn bộ sự việc này, Nàng có thể làm được rất nhiều, còn tên tiểu tử đó, đoán chừng vẫn cần sự bảo vệ của nàng. Cao thấp rõ ràng. Dù sao Tỉnh Hy cũng không phải kẻ mù, cần gì phải tự tìm phiền não. Giữa vùng thủy lục mênh mông, Thẩm Nghi ngồi xếp bằng, trước mặt hắn, thần trí của Kha thập tam dần dần hồi phục. Thấy trong mắt đối phương cuối cùng cũng có ánh sáng, lúc này Thẩm Nghi mới ngừng việc ngưng tụ bản nguyên yêu ma. 27 viên bản nguyên yêu ma, rốt cuộc cũng khiến yêu hồn của nó tiếp tục tăng trưởng. Yêu ma thọ nguyên còn lại, 2070. 0005, ngoài việc chuẩn bị cho lần thăng tiến tiếp theo, chủ yếu là lợi dụng thời gian để đối phương hấp thụ bản nguyên, cho nó nghỉ ngơi một chút. Đúng vậy, so với sự dày vò khi suy diễn, bản nguyên dùng để tra tấn yêu hồn, đụng một cái là hơn 20 vạn năm, khiến nhiều yêu ma phát ra tiếng kêu gào đau đớn, đối với Kha Thập Tam, cư nhiên đã được coi là chữa lành còn thấy dễ chịu không, thẩm nghi hơi đau lòng liếc nhìn. Tuyên dám cảm tạ ân sủng của chủ nhân, kim long già nua phát ra âm thanh khàn khàn, trong mắt tràn đầy sự cảm kích. Tính cách keo kiệt của chủ nhân, vậy mà chịu bỏ ra cái giá lớn như vậy, chỉ để giúp nó khôi phục thần trí, đây thật sự là ân sủng cực kỳ hiếm thấy. Vậy bắt đầu đi. Thẩm nghi lấy hơn 20 thi thể yêu quái từ trong nhẫn ra, đám huyết mạch hỗn tạp này, hoàn toàn dựa vào thiên tài địa bảo và thọ nguyên dài đằng đẵng mới có thể có được trình độ như hiện nay. Ngưng tụ trấn thạch cho từng con một, thực ra không có tác dụng lớn, dù sao đại yêu bình thường cấp bậc bạch ngọc kinh, hiện tại đã khó có thể giúp được gì cho thẩm nghi. Chỉ riêng việc trích xuất huyết mạch long tộc trong đó, tuy có vẻ hơi lãng phí, nhưng lại là việc bắt buộc phải làm. Hiện tại thẩm nghi có thể tung hoành ở Tây Hồng, dựa vào chính là việc thế lực bên này không hiểu rõ về hắn. Ngọc Sơn Long Phi biết thì cũng thôi, dù sao tạm thời không đánh lại được Tây Long Cung. Một vạn tượng các cư nhiên cũng biết nhiều như vậy, còn muốn dùng tin tức này để đem bán, nếu không nắm được chúng trong tay, thẩm nghi thật sự sẽ mất ngủ. Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên vung tay. Giữa bầu trời đầy thi thể yêu quái, một dòng máu vàng sáng chói đột ngột hiện ra, hội tụ lại với nhau, hung hăng ầm ầm bắn vào cơ thể Kha Thập Tam. Lúc đầu trải qua sinh kiếp, tiêu tốn gần 500.000 năm, yêu thân của Kha Thập Tam đã trưởng thành đến cực hạn, chỉ thiếu mỗi cảnh giới mà thôi. Lúc này, những huyết mạch long tộc tinh thuần này chính là bảo đan và thuốc bổ tốt nhất cho nó, chắc những chiếc vẫy trên cơ thể bằng đá lần lượt vỡ vụn, để lộ những chiếc vẫy màu vàng bên dưới, toàn bộ cơ thể Kha Thập Tam không còn vẻ già nua, sụp đổ nữa, toàn thân như được đúc bằng vàng, bộ râu dài rối rắm bay phấp phới. Cặp sừng hâu trên đầu nó càng giống một chiếc vương miệng đẹp đẽ, tôn thêm vẻ uy nghiêm vô cùng gầm kèm theo tiếng rồng gầm vang dội an ức cuối cùng cũng ngừng ngẩn ngơ chậm rãi ngẩng đầu lên đông điện chủ và tây điện chủ hiếm khi có một lần đối mặt dám khiêu khích một tôn trấn thạch đại yêu cảnh giới hợp đạo đã chứng minh thực lực của kim long tàn tạ này hiện nay đã có bước nhảy vọt như thế nào đáng tiếc cuối cùng vẫn là kha thập tam hơi cúi đầu mặc dù đã có tư cách đối mặt nhưng con yêu ma mà nó vừa nuốt thực lực vẫn không bằng đám hổ yêu dữ mộ kia hơn nửa thứ nó nuốt chỉ là một phần huyết mạch long tộc của những yêu ma này không hoàn chỉnh ngươi tiếp tục ngẩn ngơ đi thẩm nghi nhẹ nhàng vỗ vào sau gáy an ức dù sao cũng nên cho đông điện chủ của mình một chút thể diện dù sao hào nguyệt sương hổ nhất tộc chỉ có từng đó mà sau lưng kha thập tam còn có tận bốn tòa long cung hoàn chỉnh có thể giúp đỡ ủng hộ nó thành tựu trong tương lai có khả năng lớn nhất sẽ là cao nhất trong số bốn vị điện chủ Tha Thập Tam có chút cảm động nhìn về phía Thẩm Nghi, quả nhiên, những đau khổ và cống hiến của nó trong những ngày này, đều được chủ nhân ghi nhận. Được rồi, gần như có thể tiễn bọn họ lên đường rồi. Thẩm Nghi đứng dậy, lấy từ trong ngực ra một cuốn kim sách, đây là lệnh thông hành mượn từ hai vị đạo tử kia lúc trước. Đã có vạn yêu điện, nhất định không thể cứ mãi tồn tại trong thức hải của hắn. Dù sao cũng đều mang chữ, vạn dứt khoát để vạn tượng cát trở thành nơi đóng quân đầu tiên ở Tây Hồng của những điện chủ này đi. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.